Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là Khanh. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn nhanh cho anh em cái cách lock case tấm nguyên. Cái form case tấm nguyên là sao? Mình đặt tên và mình chia như vậy để phân biệt với lại cái loại form case cắt sẵn như mặt hot swap ấy mà. Thì cái form case tấm nguyên thì các bạn thường là mình sẽ mua cho mặt hàng, hoặc là một số cái con mặt hot swap mà cái case nó rỗng quá thì mình vẫn xài cái dạng tấm nguyên đó, mình lót cho nó đầy chứ cũng không cần mua cái tấm cắt sẵn hot swap, chi phí nó cao mà hiệu quả nó đem lại không cao lắm. Thì đối với cái case này, đây là cái tấm foam case tấm nguyên bên mình bán, cái khổ 43 x 15 cm, thì nó vừa với lại một cái con full size luôn, vừa tới luôn nè. Thì nó dư dùng cho những con phím khác, một số con phím dạng layout 1008 thì có thể cái chiều dọc này với lại cái chiều ngang nó sẽ thiếu một chút, thì mấy cái con lạ lạ thì anh em hãy nhắn cho mình. Còn mấy cái con ví dụ như con Arco này thì anh em cứ đặt về, đảm bảo là xài dư giả luôn, không có thiếu đâu. Thì cái cách lót cũng khá là đơn giản, anh em cứ lấy móc một đầu này hướng như đây cho nó thẳng, rồi mình ấn xuống mấy cái lỗ này là được. Mình thì mình sẽ lấy ở dưới, tại vì phần ở trên này nó bị lõm nè, lấy ở dưới cho nó chắc, cho nó cố định ở dưới trước đi, rồi mình sẽ làm lên cái phần phía trên đó. Anh em lấy tay anh em đè nó xuống để cho nó lọt lỗ qua là được. Còn mấy cái tiểu tiết như là mấy cái gân này nè, thì xíu nữa anh em đắp cái mặt vô rồi từ từ đắp cái mặt rồi ráp phím lại thì tự nó sẽ định hình thôi. Cái phần lỗ này anh em cũng không cần phải làm quá tỉ mỉ đâu. Đó, sau khi mà làm xong rồi anh em sẽ lấy móc uống cái này tí xíu, sau đó mình sẽ lấy kéo đi cắt. Chỉ việc kéo để cái này cho nó đầy lên đây nè, thẳng thớm nè, và anh em kê cái kéo vô cái mép, em kê cái kéo vô cái mép này anh em lia tới là được. Anh em cẩn thận đây, cái khúc này mình nhiều khi mình sẽ cắn, mình sẽ cắt vô trong cái phần dây cáp của mình nha. Rồi cái phần farm thừa này mình sẽ để đâu? Mình nhét vào đây luôn. Cắt ở đây ra. Rồi còn cái phần dây này á thì mình sẽ lấy móc ở đây đó, mình lấy tay mình tì cái này lên cho nó hằn lên ở đây, xong mình lấy kéo liền cái nữa ở đây và nó ra được cái lỗ rồi. Sau đó anh em luồn cái này lên. Rồi anh em đè những cái chủ ốc còn lại. Rồi, vậy là xong, mình sẽ cắm cáp lại và lắp cái top lại nữa là hoàn tất việc lock thumb case cho bàn phím. Khi mà bỏ vào anh em sẽ thấy nó hơi kích một tí xíu, tuy nhiên là anh em không phải lo lắng nhiều lắm, tại vì là cái farm của mình đồ đàng hoàng nó khá là tốt. Anh em cứ đè nó xuống, nó sẽ xẹp xuống nha. Và nếu anh em lót một lót đó, thì nó cũng không có kích lên nhiều lắm.
Nếu mà anh em thấy ở dưới nó còn rỗng quá, đặc biệt là cái phần này này mình sâu cho anh em á, thì một số cái cây như cây này nó rỗng quá thì anh em có thể đặt hai tấm. Anh em lắp cái top lại, anh em kiểm tra xem mấy cái ngành nó đã vào đủ hết chưa. Nếu vào đủ rồi thì mình kiểm tra xong hết rồi thì mình sẽ tiến hành lắp keycap lên và tận hưởng thôi. Rồi, hy vọng video này sẽ giúp ích anh em trong việc lót fan cho cây bàn phím. Tại vì một số anh em cũng khá là thắc mắc cái cây tấm nguyên là như thế nào, thì hy vọng qua video này giải đáp được thắc mắc cho anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những